Thưa quý vị, tam bảo là gì? Câu hỏi này có lẽ là không đáng hỏi đối với những người hay đến chùa nghe kinh lễ Phật, nhưng nó lại rất thiết đáng đối với những người bắt đầu bước vào chốn thiền môn. Hơn thế nữa, có thể nhiều bạn thấy rằng mình đã hiểu về tam bảo, đôi khi bạn cũng chưa hiểu hoàn toàn trọn vẹn về tam bảo. Vậy trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thế nào là tam bảo. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tam bảo là gì? Câu hỏi này có thể coi là không đáng hỏi với những ai đã từng đến chùa để nghe kinh lễ Phật, nhưng mà lại rất thiết thực với những người mới lần đầu bước chân đến chốn thiền môn. Hơn thế nữa, ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình đã có được những hiểu biết về tam bảo thì sự hiểu biết đó của bạn đôi khi cũng có thể là chưa được hoàn toàn trọn vẹn, bởi vì trong Phật giáo có nhiều cách giải thích khác nhau nhưng không hề mâu thuẫn nhau về vấn đề này, thì tùy theo từng đối tượng tu tập. Trước hết, tam bảo được hiểu là ba ngôi báu và được kể ra bao gồm Phật pháp và tăng tam bảo, với Phật là ngôi báu thứ nhất, hay phần bảo là đấng giác ngộ đầu tiên, người đã tìm ra chân lý và phương pháp tu tập để hướng dẫn đến sự giải thoát, làm giảm nhẹ và xóa bỏ những khổ đau vốn có trong cuộc đời này. Chủ thế tam bảo Đức Phật là một nhân vật lịch sử có thật, sống cách đây hơn 25 thế kỷ với tên gọi là Thích Ca Mâu Ni, là thái tử con Vô Thịnh Phật thuộc dòng họ Thích Ca. Sự ra đời của Ngài cũng chính là sự khai sinh của Phật giáo, bởi vì Ngài là người đầu tiên đã giác ngộ và truyền dạy những giáo pháp mà hiện nay chúng ta gọi là Pháp hay là Phật Pháp. Hàng ngàn người đã tin theo giáo pháp do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền dạy. Họ đã rời bỏ cuộc sống gia đình để theo Ngài tu tập cho một tập thể gọi là Tăng Giảm hay Tăng Đoàn. Như vậy, chúng ta có tam bảo với Phật là ngôi báu thứ nhất, hay Phật bảo là đấng giác ngộ đầu tiên, người đã tìm ra chân lý và phương pháp tu tập để hướng đến sự giải thoát, làm giảm nhẹ và xóa bỏ những khổ đau vốn có trong cuộc đời này. Chính từ ý nghĩa đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn xưng là Phật, bởi danh xưng này vốn là do người Trung Hoa, phiên âm từ tiếng Phạn là Hanja, có nghĩa là bậc giác ngộ. Khi Phật giáo lần đầu tiên du nhập Việt Nam trực tiếp từ Ấn Độ vào khoảng đầu Công Nguyên, người Việt đã phiên âm danh xưng này là một. Vì thế, theo cách gọi của người Việt thì Bụt cũng chính là Phật. Cho dù ảnh hưởng lâu đời và rộng khắp của kinh điển, chữ Hán đã làm cho danh xưng Phật ngày nay trở thành phổ biến hơn. Chân lý giác ngộ và phương pháp tu tập do Đức và truyền dạ được gọi là Pháp Pháp, là phương tiện để chúng ta có thể thực hành theo đúng và đạt đến sự giác ngộ, đạt đến sự giải thoát. Giống như Đức Phật, ngoài giáo pháp của Đức Phật, không còn có phương pháp nào khác có thể giúp chúng ta đạt đến sự giải thoát tốt giáo. Vì thế mà Pháp được tôn xưng là ngôi báu thứ hai, hay Pháp bảo Pháp, là phương tiện để chúng ta có thể thực hành theo đúng và đạt đến sự giác ngộ, đạt đến sự giải thoát. Giống như Đức Phật, những người rời bỏ đời sống gia đình để dành trọn cuộc đời thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, hướng đến sự giải thoát sự xã hội được gọi là Chư Tăng. Các vị này cùng nhau tu tập trong một tập thể gọi là Tăng Giá, do tiếng Phạm là Sangha hay Tăng Đoàn. Trong sự tu tập của tự thân mình, Chư Tăng cũng nêu gương sáng về việc làm đúng theo lời Phật sạch và truyền dạy những điều đó cho nhiều người khác nữa. Vì vậy, các ngài được tôn xưng là ngôi báu thứ ba, hay là tăng bảo đảm bảo theo nghĩa như trên là rất cụ thể có thể thấy nghe. Nhận biết bằng tri giác thông thường và trong phần học gọi khái niệm này là chủ thế đảm bảo tam bảo đã bắt đầu hiện diện một cách cụ thể trên trái đất từ cách đây hơn 25 thế kỷ. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau 49 năm, hoằng pháp trên khắp nước Ấn Độ cuối cùng cũng đã nhầm Niết Bàn, không còn nhìn thấy được trong cõi đời này nữa. Và vì thế mà hình thức nối tiếp của Phật giáo là Ngọc Xá Lợi Phật để lại được mọi người thờ kính là hình tượng tranh vẽ của Phật, được tôn trí trong các chùa hoặc được Phật tử thờ đại gia. Bởi vì khi nhìn thấy và thờ kính những biểu tượng này, chúng ta sẽ nhớ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã khai sáng và truyền dạy giáo pháp, dẫn đến sự giác ngộ về pháp bảo. Khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn thì không ai đảm bảo có thể lâu truyền được tất cả những lời này đã truyền dạy, cho dù mỗi vị đệ tử của Ngài có thể nhớ được rất nhiều. Vì thế, sau đó một thời gian, Chư Tăng đã cùng nhau họp lại để ghi chép lại tất cả những gì Đức Phật thuyết giảng mà họ còn nhớ được. Sự ghi chép tập thể này được gọi là kết tập kinh điển và là cơ sở đầu tiên để hình thành Tam Tạng kinh điển của Phật giáo, thường được biết nhiều hơn với tên gọi là Đại Tạng Kinh, bao gồm Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Như vậy, sau hơn 25 thế kỷ cho đến nay thì Pháp Bảo vẫn được lưu truyền với dạng cụ thể là Đại Tạng Kinh Phật giáo. Về Tăng Bảo, chúng ta có sự truyền thừa nối tiếp trong suốt hơn 25 thế kỷ qua giữa các thế hệ Chư Tăng và Tăng Đoàn ngày nay là sự nối tiếp của Tăng Đoàn từ thời Đức Phật còn tại thế, bao gồm những người xuất gia dành trọn cuộc đời của mình cho mục đích tu tập và truyền dạy giáo pháp của Đức Phật. Đó là ý nghĩa cụ thể của trụ thế đảm bảo. Tuy nhiên, Đức và từng nói Ngài không phải là vị phần duy nhất đạt đến giờ giác ngộ trong dòng thời gian vô thủy. Đến nay, con số 25 thế kỷ mà chúng ta được biết chỉ là một hạt cát trong sa mạc, một giọt nước giữa biển khơi. Và vì thế, Đức Phật dạy rằng trong quá khứ,
Trước ngài đã có vô số chư Phật, những người đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn như ngài, và trong tương lai lâu xa chắc chắn sẽ còn vô số những người tu tập theo đúng giáo pháp và giác ngộ thành phần. Mặt khác, Đức Phật cũng dạy rằng không phải chỉ có riêng một cõi thế giới ta, bài này là nơi ta đang sống, mà nếu chúng ta có thể đi thật xa về phương Đông, phương Tây, cho đến mười phương, trong không gian chúng ta còn sẽ gặp vô số các cõi thế giới khác nữa. Nhưng cõi thế giới ấy cũng có vô số các vị Phật đã và đang thuyết giảng giáo pháp. Như vậy, Phật bảo không chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta được biết, mà còn là bao gồm tất thải chư Phật trong mười vương ba đời, những vị hoàn toàn giác ngộ và giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc của thế gian, và tất cả những giáo pháp do chư Phật truyền dạy đều được tôn xưng là Pháp Bảo. Tất cả các vị tụ tập theo giáo pháp xuất thế của chư Phật và đạt được sự giải thoát khỏi mọi ràng buộc của đời sống thế tục đều được tôn xưng là Tăng Bảo xuất thế. Tam Bảo Đức Phật cũng là một con người, nhưng là một con người đã hoàn toàn giác ngộ, và do đó Ngài dạy rằng tất cả chúng sinh đều có thể tu tập đạt đến sự giác ngộ như Ngài, hay mỗi chúng sinh đều sẵn có Phật tính, chỉ vì không chịu tu tập theo đúng chánh pháp nên không thể đạt đến sự giác ngộ Phật. Tính hay khả năng giác ngộ của mỗi chúng ta, của mỗi chúng sinh và của chư Phật đều là bình đẳng như nhau, không sai khác, nên gọi đây là đồng thể. Phật bảo các pháp cũng có thể tính bình đẳng như nhau, không sai khác, đều là pháp giải thoát. Chỉ do chúng riêng mê muội không nhận ra thuộc tính của môn pháp nên mới phải dựng bày các phương tiện tu tập để đối chỉ theo ý nghĩa này mà gọi là đồng thể. Pháp bảo Phật và chúng sinh vốn đã đồng một thể tính giác ngộ nên cũng đều sẵn có bản chất hòa hợp, thanh tịnh như tăng giả, do đây mà gọi là đồng thể tăng bảo. Đồng thể tam bảo là nền tảng căn bản để tất cả chúng sinh đều có thể phát tâm tu tập theo chánh đạp và đạt đến sự giải thoát rốt ráo. Vì thế, người phát tâm tu tập trước hết phải tự tin vào thể tính thanh tịnh, sáng suốt vốn có, hay nói khác, đi là khả năng có thể tô chứng thành phần của chính mình theo ý nghĩa này mà nói, thì đây cũng gọi là tự tính Phật. Quá trình thu thập luôn nhận rõ được thực tính của các pháp, thấy tất cả các pháp vẫn biết là sẵn có hạt giống Bồ Đẹp sẵn có, tự tính thanh định cũng đồng với cả chư tăng nên gọi là tự tính tăng. Tự tính tam bảo là nhận thức thiết yếu để xác lập niềm tin và ý chí tu tập đạt đến giải thoát. Vì vậy, người đến chùa tìm hiểu về tam bảo thì trước hết phải hiểu đúng và đầy đủ về trụ thế tam bảo. Sau đó, khi niềm tin đã được vững chắc mới có thể hiểu rõ được ý nghĩa xuất thế tam bảo. Bởi khái niệm này chỉ có thể lấy đức tin và trí tuệ mà nhận hiểu, chứ không thể nào mà dùng các giác quan thông thường để thấy, nghe, nhận biết được. Còn khái niệm đồng thế ta bảo hay tự tính đảm bảo lại chỉ có thể thực sự nhận hiểu được thông qua sự hành trình thực tế, sự thực hành trải nghiệm các giáo pháp do Phật truyền dạy. Nếu người không có sự hành trình thực tế, khi nghe nói đến khái niệm này sẽ cảm thấy rất là trừu tượng, khó nắm bắt. Ngày nay thì không ít người vì muốn tỏ rõ sự uyên bác, học nhiều hiểu rộng của mình mà nêu lên tất cả những khái niệm này. Nhưng mà kèm theo đó lại không hiểu được rằng mỗi một khái niệm chỉ thích hợp với cả một mức độ hiểu biết, lòng tin và sự hành trì thực tiễn. Khi hiểu được điều này rồi, chúng ta sẽ thấy là tuy có những khái niệm khác nhau nhưng mà lại hoàn toàn không có gì mâu thuẫn, mà chỉ là sự mở rộng cho phù hợp với từng trình độ tiếp nhận khác nhau mà thôi. Trong thực tế thì mỗi chúng ta đều có thể tự mình nhận thức được ý nghĩa của tam bảo qua sự tiếp xúc với cả Phật giáo. Khi chúng ta về chùa dâng hương cúng Phật, chúng ta đem hết sự thành kính trong tâm để lại trước điện Phật. Sự thành tâm thành ý đó giúp chúng ta cảm nhận được một sự giao cảm thiêng liêng với chư Phật, làm cho tâm hồn của ta trở nên nhẹ nhàng, thư thái, và ngay trong lúc ấy được thoát khỏi mọi sự hệ lụy trói buộc của đời sống trần tục. Hình tượng thiêng liêng của chư Phật có thể giúp chúng ta hướng về đạt được sự thanh thản trong tâm hồn, nên chúng ta xưng tôn đó là Phật bảo. Bên cạnh đó, khi chúng ta được nghe hiểu giáo pháp của Phật thông qua kinh điển và sự truyền dạy của chư tăng, chúng ta có thể có được một nhận thức đúng đắn hơn về đời sống và biết được là có những phương thức để đạt đến sự an lạc, hạnh phúc chân thật trong đời sống này. Khi chúng ta thực hành theo đúng những phương thức đó, chúng ta đạt được những giá trị tinh thần cao quý, làm thay đổi đời sống của chúng ta theo hướng tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Do những kết quả quý giá này có được từ việc thực hành theo giáo pháp nên chúng ta tôn xưng đó là Pháp Bảo. Mặt khác, ý nghĩa của kinh điển và lời dạy của chư tăng dù sao cũng chỉ mang tính chất lý thuyết, nên sự diễn giải và thực hành theo đó tất yếu phải góp phần khó khăn và đôi khi có thể bị sai lệch. Vì thế mà chúng ta thường phải nhìn vào đời sống của chư tăng như một sự minh họa sống động cho những gì họ đọc được từ giáo lý. Nhờ có chư tăng, chúng ta dễ dàng phát khởi niềm tin mạnh mẽ vào giáo pháp, vì thấy rằng các vị đã thực hành theo đó và đạt được sự an lạc, giải thoát. Hơn thế nữa, bằng vào sự thực hành chư tăng còn có khả năng dẫn dắt, giúp ta giải quyết những vướng mắc, những điều khó hiểu trong giáo lý, do vai trò dẫn dắt lớn lao và đáng tôn kính như thế. Chúng ta tôn xưng đó là tăng bảo. Quy tam bảo là gì? Người tu học và muốn tăng trong việc thực hành pháp thì việc đầu tiên cần làm là cần quy tam bảo. Họ chính năm giới, năm điều đạo đức của Phật tử Ti Gia. Tuy nhiên, trong đạo Phật không có sự bắt buộc ép buộc ai phải quy y theo thuận Phật cản, mà đó là quyền tự do tự quyết định của mỗi người.
Quy Tam Bảo đây là một cụm từ tiếng Hán Quy, có nghĩa là quay về Y, có nghĩa là nương tựa cậy nhờ Quy Tam Bảo, hiểu đơn giản là quay về, hướng về nương tựa. Ba ngôi quý báu là Phần Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Tất cả chúng ta hầu hết đều có một mong mỏi, đó là có chỗ để nương tựa cậy. Nhờ khi sinh ra chúng ta nương tựa vào cha mẹ, lớn lên đi học, chúng ta nương tựa vào thầy giáo, cô giáo nhờ sự chỉ dạy của các thầy cô. Khi xây dựng gia đình thì chúng ta nương tựa vào vợ hoặc chồng, lấy vợ, lấy chồng rồi sinh con, nuôi dưỡng con cái trưởng thành. Đến lúc già chúng ta nương tựa vào con cái, cả cuộc đời của mình gần như ai cũng phải đi tìm chỗ để nương tựa. Nhưng mà thật sự những chỗ dựa ấy có vững chắc để chúng ta nương tựa cả đời hay không? Chúng ta thấy những cái nương tựa mà chúng ta chọn trong đời đâu có chắc đâu, nương tựa cha mẹ thì cha mẹ không sống đời cả đời với mình. Cũng có ngày cha mẹ phải ra đi nương tựa thầy cô thì thầy cô cũng đâu có dõi theo mình suốt cả cuộc đời được đâu, nương tựa vào vợ và chồng. Vợ chồng cũng không chắc đã là người cho mình nương tựa được ổn thỏa. Có khi người ta thay lòng đổi dạ rồi nương tựa vào con thì cũng đâu có. Chắc đâu chắc gì con mình đã hiếu thảo, chắc gì con mình đã thương mình khi mình về già, mình bệnh tật đều là không chắc các quý đạo hữu à. Chúng ta hiểu rằng thực sự những nơi nương tựa mà chúng ta xem là vững chắc nhất cũng có lúc bị tan hoạn đổi rời. Những người mà chúng ta yêu thương nhất cũng có một lúc phải rời xa, vì vậy đâu mới là nơi vững chắc nhất để chúng ta nương tựa cậy. Nhờ đây Tam Bảo cũng giống như kiềng ba chân, rất vững chãi. Nương tựa Tam Bảo chúng ta không sợ đổ vỡ, Tam Bảo là vững chãi, Tam Bảo cũng là hải đảo cho tất cả chúng sinh nương về, vì trong Tam Bảo có đầy đủ tất cả những giá trị để giúp chúng sinh được giác ngộ, đi đến sự giải thoát luân hồi, sinh tử muôn đời vĩnh kiếp được an lạc, đó là giá trị của Tam Bảo. Tam Bảo có công năng bảo hộ cho chúng sinh là dụng phước điền bậc nhất cho tất cả chúng sinh, là chỗ cứu độ cho tất cả. Chúng sinh không có một ai có thể thay thế được Tam Bảo. Cho nên Tam Bảo vô cùng cao quý. Duy chỉ có Tam Bảo là thực sự là từ cái đức của Phật buông xuống, thương xót tất cả muôn loài chúng sinh, lòng từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát là vĩnh hằng, là không bao giờ, rất không bao giờ dừng, là vô biên. Chư Tăng là những người học theo hạnh của Phật cũng vậy, đang ngày ngày trưởng dưỡng tâm đức của mình cho rộng lớn hơn, cho nên Tam Bảo chính thực là chỗ dựa vững chắc nhất cho tất cả chúng sinh. Khi ta thấy Tam Bảo cao quý như vậy rồi thì chúng ta nên quay về xin được nương tựa vào Tam Bảo. Từ ngày hôm nay con xin được quay về nương tựa vào Tam Bảo. Đó chính là ý nghĩa của lễ quy y. Như vậy, Tam Bảo là nơi nương tựa thực sự vững chắc cho tất cả chúng ta. Mọi khổ đau phiền não đều được giải quyết tận gốc. Khi tìm đến nơi Tam Bảo cao quý mẫu, chúng sinh nếu được quay về nương tựa quy dưỡng ba ngôi báu thì thế giới này thực sự hạnh phúc và an vui. Kính thưa quý vị, trên đây là ý nghĩa của Tam Bảo là gì? Quy Tam Bảo là gì và ý nghĩa của việc quy Tam Bảo, mong rằng quý vị có thể góp ý thêm ở dưới phần comment của video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nội dung về tấm đề Tam Bảo đã kết thúc video của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều vấn đề về Phật Pháp. Xin chào và hẹn gặp lại.